Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh shop đồ câu Trinh Hãng. Hôm nay em xin được giới thiệu tới các bác một dòng cần bạo lực, dòng cần Bioler Black Gold. Đây, như trên màn hình các bác đang thấy, đây là toàn thể của chiếc cần. Cần này thì chắc chắn là không còn lạ lẫm với anh em cần thú nữa rồi. Một mẫu cần rất là hot, từ năm trước đến năm nay chưa bao giờ là hết hot cả. Giá rẻ, bạo lực. Đây, như trên màn hình các bác thấy, đây là chiếc cần 3 mét này. Bát này. Cần này cực kỳ bóng, quen đầy ba này, quen cánh bướm. Tem mát, tem nó có vẻ đây này. Đây còn đầu ngọn cần này và đầu bu đây. Đầu bu của nó là chống xoắn nha các bác nha. Thì ngọn này là 3 ly 8. Đây để em đo trực tiếp với các bác luôn. Em quay một tay nên hơi khó một chút, nhưng các bác thông cảm. Đây, 3 ly 8. Và cái phần ngọn đây này, từ đây đến đây là ngọn đặc nha các bác nha. Cần này nó thiết kế là ngọn đặc. Và cái chiếc cần này nó có một cái hay, đó là cái khoen, cái đầu bu của nó là khoen lớn để ra cước nhanh. Cái này là 6 ly 6, gọi là 7 ly, khoen nó lớn hơn các cái khoen bình, cái dòng cần tương tự. Thì dòng Bioler này nó có nhiều cái như Galaxy này, Astro các thứ. Thì đặc điểm của con Black Gold này, nó có cái khoen này, đầu nó đặc là một, và cái khoen này là nó lớn hơn. Khoen đầu bu nó tận 6 ly 6, 6 ly 8 cơ. Nghe để tôi thì có bác luôn. Đây, lúc ấy em đo là 6 ly 6, bây giờ đo lại còn 6 ly nữa. Đây, vào 6 ly 6. Quen rất là lớn. Đấy, ngọn, phần ngọn thiết kế đặc. Và cần này thì em có 3 size. 2m4, 2m7 và 3m. Đấy. Giá của nó thì em sẽ cập nhật theo giá thị trường, nên là anh em muốn biết giá thì cứ xem vào phần tiêu đề. Em sẽ, vì có lúc nó lên có lúc nó xuống, cho nên em sẽ để theo giá thị trường thôi. 3 size. Số khoen của cần 3 mét là 3 mét và 2 mét 7 là 8 khoen, tính cả khoen đầu bu đây nha. 1 2 3 4 5 6 7 và một chiếc khoen đề ba. Đây, khoen đề ba của nó cũng rất lớn, khoen cánh bướm. Hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm, nói chung cần này bây giờ trên thị trường nó cũng có mấy loại đấy, là em không nói. Còn 2m4 thì có 7 khoen nha, tính cả khoen đầu bu. Đây là 2m4 này các bác này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 và đây là 7. Đấy, chỉ có 7 khoen thôi. 3m và 2m7 mới có 8 khoen. Còn 2m4 thì 7 khoen. Đây, khoen của nó này. 2m4 thì khoen nó nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn là khoen cánh bướm nha, không tì vết. Cái dòng cần này thì sơn trước rất là đẹp. Đây còn tải trì, tải mồi của nó đây. Đây cái bát này trước đi.
Bắt này bắt Bueller này các bạn. Nó cũng chỉ là dòng bắt thường thôi. Tải mùi tải trì của nó này. Tải cá thì 15 đến 30 lb, vào tầm 15 đến 16 kg. Tải cá. Tải trì cát tinh này. 50 đến 100 g. Cái này thì nói chung ngộn 3.8 này thì có thể các bác có thể tải 150 200 g bố tư tải mùi ạ. Con này thì thích hợp câu sông câu hồ đều được, ok. Cần giá rẻ mà chất lượng thì ok. Đây ở đây nó còn ghi là nhức tính 9 kg. Nói chung con này thì nhiều anh em test rồi, 5 đến 7 kg thì anh em nhiều anh em test, nhưng mà 9 kg thì chắc chưa ai dám test. Nhưng mà nói chung là 5 đến 7 kg mà nhức sống thì cũng là kinh rồi, nhức tính cũng là kinh rồi. Còn đây là cặp của bên em, số đồ câu chính hãng, địa chỉ là 37 Trường Chinh, phường Tân Thanh Nhất, quận 12. Đấy, số điện thoại của em đây, bác nào mua hàng thì liên hệ theo số điện thoại 0985136786. Đấy. Thì bác nào cứ mua thì trực alo trực tiếp cho em, phí ship là 40.000, em ship toàn quốc nha. Cứ mua 2 cần thì em free ship. Đấy. Rồi để lúc nào rảnh em sẽ làm clip test với con này. Cái này thì nhiều anh em test rồi. Nói chung hàng về thì đây cũng tương đối đây. Nhưng mà các bác nào mà có nhu cầu thì mua nhanh nha, vì hàng này đi rất là nhanh. Em sợ là chưa kịp test đã hết rồi chứ. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác một ngày vui vẻ. Và bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0985136786. Em tên Phước. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em. Cảm ơn ạ.